Cả nhà giờ em với Dương Út cũng xuống tới chỗ để mà đi thăm lờ rồi. Rồi giờ mời cả nhà đi thăm lờ với hai dân cháu em nha. Mà anh Sưng với anh Năm thì thăm cái cánh bên kia, rồi em với Dương Út thì thăm cái cánh ở bên đây. Tại cái đặt hai bên nó khác nhau á, rồi cho nên đi chẹo đường. Bây giờ tụi em sẽ vô đây thăm cái đầu tiên là Dưỡng Út ơi. Dưỡng Út xuống thăm ha. Kìa, cái để hồi đó đặt ngay đó đó. Bước lên cây Dưỡng Út, đi lên trên cây á. Đó, thấy không? Có nhốt, tăng nhốt, từ từ. Hả? Được con cá sạc hả? Lấy lên đem về qua bên kia luôn nhổ coi. Còn mấy mình đem về nhà mình đặt luôn á. Tại vì có mười mấy cái à. Mà mình đặt ở đây xa lắm. Giờ mình dở mình đem về nhà mình đặt luôn đi. Với lại dưới đây nước nó ngại rút rồi, kém rồi. Được rồi, một con cá sạc. Hai con tới đây cái nữa nhốt rồi. Đây nè, ổn con đặt sát mé nè. Nhốt bước nhẹ giò ngay đây cái nhốt dạch này ra là nhốt dở đó. Có gì không? Không có luôn, không luôn. Rồi, dở đi ngủ thôi, lấy giờ vô đây. Đen cái này nhúc. Nè, ở đây dùm thấy nè. Có dụng cục gạch, cục gạch, cục gạch. Có nó bay con gì trời ơi con cá lóc quá trời bự luôn cả trời, cá lóc quá lố rồi. Vô rồi cả nhà. Con cá lóc quá trời, con cá lóc luôn trời, cá lóc đồng bự quá trời luôn này, cá lóc nó bự cả nhà. Trời ơi cá này cậu ký mấy mà rồi quá hên, mới cái thứ ba cả nhà được cá lóc rồi, mừng quá. Yêu cầu mà nó rụt thịt cái nè Dưỡng Út mở ở đây nè, rút cái cây rút xuôi bên đây nè, tay Dưỡng Út để xuống đi đó quá. Sao rụt được cái lọt là ngon à nè. Ngon cái lóc thịt ngon. Rồi được rồi, đây nó có gớt cũng không có sao đâu. Cái này tự nhiên đừng để cho nó nè. Dưỡng Út chút vô. Ôi cả nhà giờ thấy con cá. Con cá bự hết hồn bự luôn. Lung đai hay hốt bên tai. Rồi, đi tiếp thì ngốc đây. Hồi núng 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 đi. Dạ. Mấy cái thứ ba cả nhà. Để ra đó mình có đi ngược lại đúng không? Dạ không, đi luôn rồi chứ không có đi ngược lại. Dạ. Đi qua luôn rồi. Cá tiếng cả đã. Con đặt mà con nhớ chứ. Mấy không dở, mấy không nhớ mà. Người nào đặt nó nhớ chứ. Rồi tới đây cái này nhốt. Con đậy nè. Chỗ con đậy nè. Có đường nước á. Đặt cho nó qua lại được á. Có không? Có. Có con gì? Có con gì? Ừ, cá lâu kiến. Cá lâu kiến. Chim chim với
rồi bắt cá lô kiếm thấy ở ngoài đi. Rồi tới đây cái nữa dỗ về. Cái này ai lấy rồi? Con đặt ngay đây nè, ai lấy rồi? Không còn đâu. Sẵn quê mà, con còn lấy cục cỏ này con đậy lại nha. Rồi. Vậy là vô chừng dính người ta thấy, người ta đi ruộng á, người ta thấy á, rồi người ta lấy rồi, thôi kệ đi. Mình đi qua bên kia mình dỡ cái nữa nha con. Rồi. Giờ mình qua cái cánh bên kia luôn. Dỡ cũng được mấy con cả nhà. Giờ tụi em đi qua mấy anh kia dỡ cái tụi em quay cho cả nhà xem nữa. Giờ tụi em cũng lại tới chỗ mấy cái lờ nữa cả nhà. Giờ tụi em sẽ dỡ chỗ này cái này vô. Trời ơi trò nó gì á, sức trắng nó ra. Dưới đây nè. Nó bước nhẹ nhẹ dò thấy cây sậy á. Ngay chân chỗ cái nhánh cái bàn này ngã nè. Cái thọc tay vô đó là có một cái nè. Nó khởi lội chứ. Đây là giờ thấy nè. Nó nằm dưới dạ. Cái dạ đó đó nhỉ. Thấy không? Thấy được hả? Cái dưới dạ nè sao chưa đây nè, đây nè. Hả? Ừ. Mình thổi lội mình ở trong đây mình dở vậy. Được không? Lấy đụng được. Đứng lên nó kẹt rồi đó, đứng lên. Hả? Đứng lên, kẹt lại luôn. Không được rồi, Dũng Út rút cây sậy ra. Có cá không có thì mình rút cây sậy ra. Chừng nào có cá mình mới chừa sậy, sợ sậy. Để như vậy cũng sậy hết rồi. Ra hết rồi, bỏ sậy. Rồi ngay đây xuống cái nữa này luôn, ngay chân chỗ đó đó. Con bước nhẹ nhẹ rồi thôi nha. Cậu mới lấy đôi dép con nè. Thấy không? Thấy không? Nè, đéo đó đó đó, ngay mặt vô lúc đó, đó, thấy không? Tập tay vô. Có cá lóc nữa coi. Ở chừng sảy chừng dục á cây sậy lại sậy. Đó, cá lóc. Được con nữa. Đây được con nữa, ngon cá lạ. Con cá lóc đồng. Rồi, lên. Rồi đi lên đi nhộn. Dũng Út qua lấy cái vỏ lại ha. Dạ. Trời nó lấy vỏ nè. Dạ. Thêm con nữa. Quá trời con nữa con. Dạ, dạ. Hát lên. Dũng Út tính giỡn, chút nữa xảy. Vô, được ba con rồi đó cả nhà. Ba con mấy người ý luôn ba mà. Con bự bự không cả nhà con. Theo ý muốn luôn. Thêm con ếch nữa hay không? Thêm con ếch nó nặng quá luôn nè. Ếch bị ngợp rồi. Rồi, bước xuống nữa. Bước nhanh nhẹ rồi thôi. Con đặt khác mé trong đây nè. Ngủ coi mé ở đây nè. Ừ, coi mé đó, coi xích trong á. Có không? Có gì không? Hả? Để cái bồng đây đi. Để bồng đây đi, chuẩn xích lắm. Nghe chân mấy đầu dừa này con cái này nhé. Thấy không? Nè. Dạ dạ. Nghe đầu dừa đó con cái. Có gì không quý? Đứng.
không, từ từ từ. Dở lại, đừng đừng ngồi vậy, nó xúc cái cây rồi. Chặn hai đầu. Dở 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 hai đầu chặn rồi. Trời ơi, trời ơi. Hai bàn cá luôn. Thôi gỡ con rồng mấy rồi. Khoan, từ khoan, khoan, từ từ, từ từ. Có, đây nè, gọi, 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 gọi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Quả trái đã rồi. Vô rồi, vô rồi, vô sức vậy rồi. Tại người hai con, nó trở rồi. Vô, vô đây nè. Cẩn thận đi. Quả đã. Con cá gô bự nữa. Cá lóc rồi nè. Ủa, con cá lóc. Rồi, rồi, rồi. Cái này trúng mánh này, cái nhà này. Con cá lóc rồi. Mấy cái hầm này là mấy hầm quan á, cái nhà. À, người chủ người ta bán đất á cả chục năm rồi, rồi cho nên á cá nó vô lưu lai á, nhốt từ từ thôi, nhốt chút không, chút không ra nữa, cá quá bự thôi. Dưỡng út thọt tay vô bắt luôn, nhốt đi, thọt tay vô nâng cái đầu vô, ừ đó vậy đó. Trời, trời, Dưỡng cá lóc nắm không nhá, cá lóc rồi, 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 cho vô, cho vô, cho vô. Ở đây đừng la lớn, la lớn để phát hiện. Hồi đặt lại luôn nhũ. Đừng có đem, tính đem về, mẹ về cá quá trời nhiều. Cho vô, cho vô. Còn cá gô nữa. Cá gô trừ lại đi nhũ. Hay là đem về luôn. Hết luôn. Rồi, tắt luôn không. Hả? Có hai cái cây ở dưới á. Nó xúc thì nhũ lấy cây lại. Không phải. Rồi. Tiếp tục dở tiếp nữa cả nhà. Mê quá trời mê nè. Hết hồn. Con cá nó quậy tử. Con này khó nữa. Dưới dạ đó vốt. Vốt đi thẳng tới dưới dạ đó. Ngay chẳng lỗ trống. Ừ, lỗ trống nó vốt mò dài vô. Quá ở dưới dạ đó. Dòm bên đây, dòm bên đây, bên đây, bên đây. Nè, nó vừa. Đụng chưa? Đúng hả? Có gì không? Nó đừng ốc, đen cá, đen cá, đen cá này. Có bung rinh vậy nha, chị nhẹ nhẹ ra ra bung rinh đâu hả? Rồi đặt lại nữa coi, đặt lại đen cái, đen đá, đen đá, đen đá này, đen đá này. Nhốt đạp ở đó rồi, nhốt dở đâu lên, nhốt trứng xích ra từ đó đó. Lên, nhắm lên không, không có, mình đặt lại không, không có, không có, không có đặt lại, đặt lại đây rồi cũng đèo quá, cái đại đèo quá, cái có cá vô nó thở mà nó ngọt hết. Đâu một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, 5 cái, 6 cái, 7, 8, vậy là sót 1 cái. Đi cá. Sót thì khu vực này nè, chứ không có sót đâu hết. Tại vì con đặt vòng vòng khu vực này không à. Cái hồ này là con đặt 9 cái. Cái lén kia con đặt 6 cái nữa là 15 cái. Nãy anh Sơn á cả nhà, ảnh kẹt chuyện nhà, ảnh chạy về trước rồi với lại anh Sơn, tại vì anh Sơn đi với anh Sơn một cái xe đó đó đó, tới tới nữa rồi, cho nên anh Sơn ảnh kẹt đã chạy về nhà có một chuyện á, rồi cho nên hai người về trước rồi. Tôi có cà phê hả? Để đi chút xíu mình trả lời anh Bắc cà phê rồi, cho nên em với Dũng Út là đi đổ thôi, tại vì hai người kia đi xe mà có người cạn chuyện nhà thì phải đi về hết hai người chứ không có ở lại được, tại tụi em đi có hai xe. Cái nhà vô nè,
cá phi nó nằm một cái còn hơn nuôi nữa kìa cả nhà. Dầm kìa cái hầm nó cạn nó có thôi rồi luôn, quá trời cá luôn. Cá phi quá trời cá phi luôn, thôi cá phi luôn rồi anh dọn nó chơi. Nước cạn á cá nó rút xuống. Em về tới cái nhà cả nhà ơi, giờ đổ cá giờ có công cá sáng ngày mình đi đổ rồi được coi như mình đổ ra cho cả nhà xem. Dở thấy mê quá, 15 cái mà còn đặt lại 7 cái, đem về 8 cái để vài bữa nữa cái mình xuống vô nè thắt lại nè. Nãy vô á anh Năm ảnh đi lên rồi ảnh dựng xe ở ngoài hồi chừng ổng vô tới ổng thấy nè ổng lại chạy không có nữa. Cá nhà cá thôi cả nhà. Có con này con này vậy cả nhà. Thủ thần cá luôn rồi. Con ếch này ngợp luôn rồi. Ếch ngợp rồi. Mấy con cá này vô cái mỏ nó nè vô. Vô mỏ nó chạy hết trơn luôn nè. Con nào nó vô mỏ chạy luôn nè. Đã thiệt. Đi giải lọc về rồi đó hả? Trời ơi nãy đi. Nè anh Năm. Trời. Con nào nó hết hồn luôn. Hết hồn. Nè, chậu nè. Hồi nãy đi với anh Sinh cái ai định anh Sinh cái ảnh đi về có chuyện gì đó rồi mới vừa về tới luôn nè. Cái này giờ cá này làm gì ăn nhiều không? Wow, trời muốn làm gì cũng được. Trời con cá con cá mập nó nữa rồi cái hả này nè. Wow, trời con luôn. Nào vô con đấy rồi cái nè. Ủa cái máy này mình dở là cánh bên nào quý ngay chân ở chỗ mình câu cá đó. Rồi cái em đặt ngay chân cái mương luôn đó. Trời cá luôn lại không. Còn bên kia không có luôn. Bên kia được hai con. Bên kia được một con cá này với một con cá này nè. Ủa con cá này nè. Đúng rồi. Con cá này với cá này nè. Đó là cái mương mình câu hồ đầu tiên nè. Còn hồ sau là mình dở là được ba con này. Ba con này nè. Một lọt nó vô hai con này. Dở thì dở lên cái cây nó, cái cây nó tung bung cây mất luôn. Cái này cô trận dưới còn dữ trận. Này nè. Cá quá trời cá luôn. Đột thêm con ếch. Con này mình để nướng một cái ha. Hồi nãy mới nó phóng tưởng đâu chuột cống không á. Mà ăn. Không ơi, ở dưới đó là lùm rớt mà. Ôi trời ơi nó phóng con ếch nó đen một cái hết hình dung luôn á. Nó phóng đâu có thực tế. Rồi em đi ra Dũng Úc mới nói con ếch xuống đó đó. Nè được. Cái tầng con nào này bình không trời. Rồi cái này làm gì ăn quý? Anh biết đâu bây giờ mấy anh là ăn làm gì ăn nè. Chứ em thì cá lóc em không có ăn được rồi đó. Bây giờ làm gì đi bây giờ tao chuột tội. Thấy mê không Sơn? Cá lóc thấy mê không? Thôi quá mê Dương Úc rồi. Con giờ con hết nói lên lời luôn rồi. Lấy con hết có, hồn luôn á. Mà dở lên là thấy trời ơi. Cái này giờ mình làm gì ăn làm ha. Rồi chút xíu ha. Cho anh Sơn một con nè đem về bển ăn. Rồi Dương Úc bắt con, anh Năm bắt con. Còn nhiều để dành đây cái làm ăn. Tại vì em thì em cũng ăn cá lóc. Chừa lại con cho mẹ thôi. Rồi con cái mình để mình làm cái gì đó. Không tưởng tượng nào nổi luôn. Cho người con ăn nha. Dở lên. Sơn thấy mày dở lên rồi thấy mê chết luôn á. Sớm con chạy theo mà con chị có công chuyện á, ta điện thì con quay về cái coi. Thôi Dũng Úc đi vô cổng lấy cá lóc cho Dũng Úc. Còn đây con đẩy gom ra ngoài đó cái mình nướng bữa nay mình ăn cá lóc nướng chui kèm lại rau với lại bún rồi. Lâu quá cũng thèm. Quá ok. Ok không? Ok. Rồi Ngút lấy con đẩy ra ngoài ha. Đúng cá lóc rồi làm phải một xe gom rồi nè. Dạ. Mất hết nha. Cả nhà. Ngút ổng quá cũng có cá lóc mà cái cuộc chỏ ổng quẩy lên muốn nổ luôn. Đấy. Ngút xuống dưới cầm này con lấy gom. Cá lóc mà nào mình nướng gom á vô hút nó ăn nó ngon lắm, nó thơm. Có gì mà bằng cá lóc đồng mà nướng gom nè. Đúng rồi. Bất cứ nướng gì yêu cầu gom là ngon à. Ôi trời. Rồi. Xuống đây mình nướng dễ quá. Nướng lắm. Rồi vô hút xuống anh. Này vô hút ăn bên này. Đúng rồi.
Thơm á. Chát vô Dung Úc. Chát vô, ừ. Rồi. Rồi con này cắm xuống chút nữa đi. Cắm sâu xuống chút nữa. Rồi, 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 rồi. Rồi đó con. Có đem nó quẹt vô ra không? Có. Cầm nãy lên đi. Bỏ không bỏ vậy nè Dung Úc. Chứ không nó còn ba cái chất than nó cái hơi nóng đây đốt từ dưới lên cái nó cháy từ ở dưới lên á cá đều chín đều đố quý sao nó dạng là dè là dạng gì không dạng dạng cái hơi lửa này nè nó ngon ngon cái này cho nó cháy lâu đi đúng rồi đây đúng rồi con phấn tóc thấy đẹp trai không đây không cái này là nấu thật lòng nha thật lòng chứ ai nói dễ thôi đâu nói thật lòng đâu xây mặt qua cái này đẹp dạ, mình nướng cầm đứng vậy đó con cá cái nó không ứ ấy lại ngay gần cổ lại cá này chịu khó mình nướng kỹ chút cả nhà cho ăn cho nó ngon vì nướng gom mà chịu khó cực chút xíu khó chút xíu là nướng tay cái là muốn chảy thấy nướng. Là lên con cá màu vàng nó đẹp đại phúc thấy chưa đó thấy chưa chưa không không mình banh ra mình phải lợi cái nữa thấy không lát cái mình cạo nó cũng dễ mà luôn sợ con cá lóc tự thôi cá lóc nhỏ thì khoan từ để con bó lại cho mày không gấp đâu không lên cái màu là cái hấp dẫn vậy ha không dốt đựng cái để dưới nữa ở trên luôn đúng rồi vậy nè anh thần thì đẻ ơi cái gì vậy nó nóng quá chứ nó đánh không rồi gông đi vô cái bữa nó táp cái nát mặt luôn người ta để gom thì người ta để xa xa ra không đua cái mặt tiêu chết của nó rồi động táp lên cái đồng bò chạy chút nữa là hư đời con gái mà còn gì nữa hối thần em xin chào cả nhà mà sớm giờ á cả nhà mà em đi chợ á em cũng mới về em mua được một ít bún nè để hồi á mình cuốn bánh tráng á mình gói chung với cá đó chấm mắm nêm em cũng mua đây được một chai mắm nêm với lại cái khóm ở đây gồm có thì cải rau thơm dưa leo hẹ ở đây thì em không có ăn được cá lóc á em mua thêm một con cá điêu hồng thì hôm giờ em cũng mần xong rồi thôi giờ em mời cả nhà vô trong bếp cùng với em nha. Đây giờ em lật rau cá mà cũng xong rồi để chút xíu cái đi chiên cá nữa là xong rồi. Nước con vô phụ mềm như phụ nhốt con đây con nướng được rồi đây Dũng Úc giật lau ra hiền đi chiên cá đi dạ chị Dũng Úc lật rau phụ con đi rồi không rồi cảm ơn thầy Dũng Úc ơn nghĩa gì lật ăn mà rau sống kèm vô với dưa leo lọc hồn gói bánh tráng với cá lóc nướng rôm miền Tây cả nhà món này ăn cái là nhất của kiểu ạ nhóm lửa em chiên cá cả nhà lửa em bắt nãy giờ con cháy giờ em bắt cái chảo lên em chiên cá luôn em bắt lên cũng nóng giờ em cho miếng dầu vô em chiên cá luôn. Chiên cá cho dầu hơi nhiều chút cho dầu vô nãy giờ cũng nóng giờ em cho ít tép tỏi vô
để mình thử mùi nha. Tỏi cũng vàng này cả nhà. Giờ em cho con cá vô em chiên luôn. Sơn nướng hai cá chưa Sơn? Đúng rồi bố ơi. Mày coi chừng đang quăng á, chừng bóng ác lĩnh á. Đang ngồi ngoài này, coi đàn em á nè. Đàn em nhiều lắm á. Bây giờ em chẻ trái khóm ra để mà em nạo luôn đó nha. Nạo làm nước mắm niêm. Giờ cũng vàng, giờ trở bầy. Cái khóm á, em nạo ra, giờ em cũng xay ra nhuyễn nè cả nhà. Đổ đây chút xíu mình làm nước mắm. Kiểu ba cái gồm rồi luôn. Thơm quá trời anh Sơn ơi. Chịu hết nổi rồi. Bữa nay hai năm mấy anh em mình no nữa rồi. Nên lấy miếng gom cái mình phụ. Ôi trời. Ôi. Nó đã. Trời ơi, nó nóng. Quá nó no nướng ha. Nó mập luôn, con này nó mập quá trời. Dữ nè. Ôi. Con này chắc ký mấy à anh Sơn? Con này ký mấy? Ký mấy à? Bự á. Nói không á. Trời ơi. Wow. Cái lóc này hằng hiện nó không ăn. Bởi vậy mới anh em mình mới được hưởng á. Nó không ăn cái lóc. Cái lóc thì hiện không ăn. Nó ăn cá chơi. Còn cá chơi anh không ăn, anh ăn cá lóc. Dạ anh em đổ qua đổ lại. Mà đi đặt này thường thường là dính cá lóc nhiều hơn. Cá lóc nhiều cá chê, cá chê nó thường thường mình câu hả sao? Đúng rồi. Câu là... mình đặt này cũng nhầm khi cá chê cũng vô nhưng mà ít lắm. Nó ít khi nào vô bằng cá lóc rồi đâu. Ôi ôi. Bởi vì mình lời hơn hiện cái đó đó. Thôi mình đem vô luôn. Được rồi, anh em vô. Cá nãy giờ em chiên á cũng vàng đều rồi cả nhà. Giờ em gấp ra dọn. Dọn mình ăn luôn. Cái gì anh mình chiên con cá quá khéo ta. Cá sớm giờ nằm ở vườn Úc nướng cũng chín cả nhà. Giờ mời cả nhà dùng cá cuốn bánh tráng với mấy anh em của em nha. Mời vườn Úc, mời anh Sơn, mời anh Năm dùng. Mời cả nhà ăn cá lóc gói bánh tráng. Còn em thì em không mời Úc, có lại anh Sơn ăn luôn. Ăn cá lóc được, em mua con cá đưa hồng về cái em chiên em ăn. Dạ mời vườn Úc nha. Hiện rồi, rồi. Dạ, anh Sơn nha. Để... dạ mời cả nhà dùng với mấy anh em em nha. Để Úc khui ra. Con Úc nha. Một mình hiền cái độ. Khui hàng nha. Ồ con cá này nó dịch nó dẻ nó cứng kìa. Ồ nó mập ha. Ồ nó mập. Vô Út thấy con nướng hay không? Hay. Chừng nào vô Út phải ăn, vô Út nói con nha. Ừ. Trời ơi. Sao vô Út có tay run quá vậy? Đây rồi anh Sơn phụ ha. Đây con phụ cho ăn tay. Rồi con dẻ. Đồ nhiều quá. Ấy đi, đi mình ăn nhiều nhiêu rồi cái mình gói nhiêu.
mốc mắm nêm. Mắm nêm nãy con phải đem đi nấu lại nữa. Dùng cái vô coi. Rồi, gạo. Miếng đậu thơm. Hẹ luôn. Em ơi, dưa leo đi. Miếng bún nữa. Quên bún rồi cái. Miếng cá luôn. Em không có ăn hẹ cả nhà, bởi vì ông nội em tên hẹ em không ăn hẹ. ăn rồi mất công ông nghe cái ông ăn chửi hả? Ủa vô ốc, vô ốc đẩy cái giữ ra xin lên vô ốc. Mạnh mạnh đợi đi. Cả nhà cũng mạnh mạnh đợi đẩy lên ra đó. Mời cả nhà ăn cá lóc nướng chui gấu bánh tráng. Từ từ anh sơ lại từ từ chịu hết nổi. Con đất gần. Thấy chảy nước miếng hết rồi. Mời cả nhà ăn gậy cuốn. Món ăn thanh đạm cả nhà nhưng mà khó kiếm lắm ha. Đây, bữa ăn đậm bạc, công nhận cá nó ngọt luôn. Thịt này cá nó ngọt lắm. Im quá. Lạ. Dạ mời cả nhà dùng với em nha. Cũng có nhớ gấp cá vô nha. Có chứ. Món này quan trọng mà. Cá đừng có không không ăn à. Có ai chung cá không? Cá nướng gói này thơm phức, mà có cá lần thì nó không được ăn. Có điều anh Hiền anh làm nước chấm ngon. Anh muốn ăn cá này mà làm chấm ngon á. Chào em Hiền. Hiền nó ăn cá trời, em không ăn cá trời. Mà em ăn cá lóc, thằng Hiền nó không ăn cá lóc. Vậy anh em được quá. Nhưng mà đi đặt đi đặt cái này là cá lóc nó dính nhiều hơn con cá trời. Vậy là anh Sơn lời á. Còn Dũng Út thì đứng lũ tôm. Có mình Dũng Út là lời à. Được một bãi cá không? Bãi cá, bãi cá anh khỏi chạy. Dũng Út đi giăng lưới hay đi làm gì bất cứ cho Dũng Út đi theo. Về nhiều khi cho Dũng Út cũng không ăn. Ông phái đi. Phái đi vậy hả? Ừ. Dở vậy. Nhưng mà có cái là em thì dính được nhiều không biết. Nhưng mà về cái mình làm đây nè, anh em mình ăn xong rồi còn dư nhiêu cái chia ra cho anh em đem về nhà. Cái chuyến đi này hai anh em mình không có được đi thấy uổng ha anh Sơn. Rồi thấy cá đi nhà đi về có một chuyện sao tính đi ảnh chở con đi mà về tới chỗ nhà ảnh luôn rồi. Rồi ảnh đi quậy trở lại đó, ông nghĩ coi nếu mà ảnh ở lại thì con đi về bằng cái gì? Chơi ác không? Rồi. Mày lên xe mà kêu tới hồi tới Trà Vinh. Không mà nhà anh sang bên Trà Vinh mà. Thì ảnh bỏ nói rồi, ảnh đi tới bển. Rồi ảnh bỏ đâu rồi, tao đi về bằng cái gì? Thua, bộ phải đi theo, bộ phải luôn. Nhiều cái mắc cười à. Ôi. Nhiều cái khó giải khó diễn tả quá hả. Nhiều cái khó giải thích quá à. Mày kêu anh Sơn ngưng anh ấy không được sạch chớn đi luôn không dừng lại được. Ở đi tới đâu rồi tới chỗ thành. Nơi không biết ai điện ảnh à, về không biết làm gì. Rồi vậy. Hai dẫn cháu ở đây lo đi nè. Kể đi mình hẹn dịp khác đi. Nhiều ngày mà. Anh em còn đi nhiều ngày mà.
nãy quên lấy cái dĩa, để người dĩa đặng cúng. Ừ, nó to rồi. Được không nè, cúng được. Tấm ngon quá, tao xin miếng này. Được rồi. Mắm này tụi tụi nó nước đá nha. Không mắm làm ngon, nó không có mặn mà cũng không mấy nữa. Vừa ăn quá ngon sao? Không có mà vậy hả? Cuốn cá này là phải về làm món này cũng ngon. Còn là nấu cháo cậu đắng vậy ha nó sao? Khỏi khỏi hả? Về cho nhanh hả? Cái nãy không ra sao? Tính làm bánh, mình tính làm bánh cái bánh, bánh canh mà bánh canh nó không yên bằng mình nướng đâu. Cái lúc này đúng mình nướng là nó ăn là nó ngon, nó mới đúng nè. Ví dụ nấu bánh canh cái lúc về gần thì ăn cái gì? Thì bánh nó ăn gì? Bánh canh không? Bánh canh không? Sao chịu nổi? Không hỏi không? Không, không nổi, hành xui quá. Anh Dũng ăn bánh canh cá lóc thì con cũng phải đi dỡ cửa ngục lên con kiếm tép, mà con nấu bánh canh rồi tí con xào tôm á, con để riêng vô trong một tô riêng cho con chứ. Ờ, tính đâu để chung ngồi luôn chứ đâu có được. Chưa nha, tụi con còn đi đặt cái mấy cái cửa ngục vô dỡ nữa kìa. Ừ, đúng rồi, còn cửa ngục vô dỡ nữa kìa. Con dỡ là cái hàm nữa. Nó dở có cái lên đó, nó làm bún ăn, bún bì, bún cũng được, lại bầm nấu cháo ăn cũng ngon, cũng ngon nha. Nó đòi bún luôn. Cái cải này thấy vậy nó giòn ngon này, nhưng nó giòn lắm, cải giòn hơn cải, giòn hơn cải xà lách. Đúng rồi, nó đó là bắp cải thảo gì. Cá này không? Nó cái cá đưa hầm này nó nhiều lắm. Ăn, muốn ăn cá lóc ăn cá đưa hầm thì ăn. Định nói rồi con không ăn được cá lóc, cái ăn cá đưa hầm mới chừa con cá đưa hầm. Lại phận của sao? Sẵn nay ấy nào nữa nè, bổ dưỡng cho Dũng Út. Đúng rồi. Cho Dũng Út khỏe. Quá im. Cá nhiều nhiều vô dùng không? Từ từ. Có chút xíu vậy. Cá vô nhiều. Mẹ ăn rau ngon không? Ăn cá nè. Không ăn cá thì không được. Ăn cho ngon sao? Ừ. Công sức anh em mình đi bắt mà. Này ăn quá hớp ha anh Thành Sơn. Ừ. Quá ngon luôn. Ăn ớt nữa trời. Ăn ớt đó. Ăn ớt. Ăn phải cặp thịt vàng vô mới ngon chứ. Ừ. Đây. Nói cho mình ăn này là phải rau phải lộn xộn nè. Miếng rau thơm nè. Cái này kêu bằng ngò gí. Miếng cò gí nè. Miếng hẹ nè. Như leo thư miếng miếng này, một miếng bún bự quá gối nó sợ nó bung tàn nhang vừa hết. Rồi thêm nửa con cá lóc nữa. Rồi con dẻ cá à. Nhóc đó nè, ăn nhiều nhiều ăn cho phải nhiều chứ. Những cái em ở đây không có ăn cá lóc được. Quên bún. Cúng đi ngốc, cúng đừng nghỉ tay. Cho mình cúng kiểu dài nó không được rồi. Cứng này nó bung này hết rồi. Chạy luôn. Gì? Có ba cái ngò thiếu không sợ luôn. Thơm vừa leo đây nhấp mà nhớ.
Nghỉ rồi. Tại vì nó cứ ăn mà cái em như lèo mình đây. Kìa, người ta móc hai bên má rồi. Hai bên má dữ à. Hôm nay chắc cũng thèm má lắm rồi. Nghe chỗ này thật không à? Má em vẫn hồng. Quá trời ha. Quá trời trời. Lại đi. Đừng có nghi ngờ gì cái. Cứ thoải mái đi. Còn ăn hết thôi. Bạn con cá này. Bạn cháu mình ăn không giờ hết con cá này. Quá chí nó bự. Mình ăn chứ không hết ăn thôi Dũng. Dễ gì. Thấy vậy cho bự lắm. Tại sao? Nồng nàn hương thơm. Lát trời. Bung rồi Dũng Húc ơi. Quá chín rồi. Còn à. Có dễ dễ à nè, để làm. Đây. Chứ từ giờ lại có dĩa mình không nói. Nãy có lấy dĩa mà tại quên để lên hả Năm? Quên, sớm mình quên. Mình thấy cầm cái tay nó quen rồi. Đó, miếng nữa. Mà vô thấy cá nướng là mê quá mê. Quên dĩa. Vô chút lấy hả nhóm? Vô chút rồi em. Mất cái vẻ đẹp phải không? Đây. Anh Sơn cuốn cái bánh tráng khéo quá ta. Hồi đó chắc gậy nhiều nè. Không, nhờ cái dĩa. Thường thường quên, mà quên, cầm tính cầm cái dĩa nó ăn luôn. Tính chấm. Nắm cầm dĩa là định tính chấm cái dĩa chứ. Ăn cho đã cái nư luôn. Bánh tráng còn nha Dũng ơi, ăn tự nhiên nha. Cá thì còn nhóc. Ai ăn cái này không à? Cái này bỏ bắt. Giòn ngon ha. Chết luôn, có gì bằng nó nữa đâu. Ăn kiểu này làm sao mà lớn nổi nữa. Sẵn đó anh Sơn vẽ ăn cá bên đây ra luôn anh Sơn. Rồi. Cá trời cá nhóc luôn rồi, vẽ ra ăn đi chứ để chi đó. Nó quá ngon. Đó anh lấy cái chiếc đũa anh lạng kéo dài ra sau đuôi á. Được rồi. Qua chỉ cá này, cá đó trứng luôn kìa. Cá này cũng có trứng hả? Trứng luôn, cá chín. Công nhận Năm nướng khéo, trứng cá khô gan luôn. Cái này đậu bự quá để gì? Anh, nó Anh tránh ngay cái tủ cúp đó, ở đó đó anh gỡ cái đuôi qua bên. Đó, rồi. Sắc chân quá. Quá khéo, dễ cá cũng khéo luôn.
cái này nó mới cái này nó mới giữ nữa nè. Chút đó vô ăn hết ý em sao. Ừ. Đấy đi. Ăn vô. Vô. Ừ. Gói xuống cho đặc biệt cái. Bún. Thay cả cái quần bún. Đây đây. Ừ. Đại vô đi, ăn đại vô đi. Cá luôn. Cá mình mong mà. Cá biết cá mình mong mà nó dính còn khúc xương ngay đó đó. Mình đưa mình dễ dễ chỗ nào đừng xương luôn. Ừ, vậy đó. Đây lưng hồng mình xử luôn. Ừ. Đây cái này không ăn để em. Ừ. Kiểu ừ. Kiểu bún đợi luôn. Cứ chút chút vậy cho em kèm luôn. Cà. Uống này chê bộ lớn nha. Anh Sơn lấy lộn cái đôi đũa vẽ đó, còn đôi đũa của anh để qua một bên kìa. Đúng không? Lấy lộn là lộn đũa phải anh Sơn? Rồi lộn lấy lộn. Tay cá thấy bự thấy mê quá. Tại vì có để một đôi đũa riêng để vẽ cá. Còn đôi đũa mình cỡ đầu lại mình gắp này được. Đũa của mình ăn thì để riêng đũa dẻ cá riêng. Bữa nay mày ăn cá là tới cá cả chừng 3 ngày là chạy cá luôn á. Quá ngon. Em thì em chạy đó giờ rồi. Có cái mắm nêm á cho nên làm như hơi có rùi. Có một con hai con nhưng mà ăn cái là đập cái củ hành á để nó đỡ một xíu. Sơn kẹp cái củ kiệu vô ngon lắm. Nãy mình nãy vô leo rồi. Bây giờ củ kiệu ngon. Củ kiệu đây. Đây. Nãy con bằng có hai chết. Trời Dũng Út ăn cay hay lắm rồi. Dũng Út đợt này nói chung là ăn cay cũng được, phải ăn đồ mát. Ăn cay nóng. Ừ, không nên ăn được cay. Nó lâu nhiều hả? Rau uống nước. Đúng rồi, rau ăn nhiều tốt. Cái đó ăn rau găm được không nhỉ? Rau mắc cá vậy đó. Cái có hẹ ít ăn hơn. Ăn là phải, mà hẹ ít. Hẹ kỳ hả? Kỳ. Hẹ kỳ. Chậm. Bên đây có mình cứ ăn rau cũng dữ lắm mà. Mà cái ngò rí này tính ra nó thơm nó ngon thiệt chứ. Hồi sớm là biết cái này còn thiếu nữa nè, thiếu ba gọi nè. Ừ. Ôi, vậy ăn đậm bạc ngó quá ngon rồi. Ba gọi ép đồ he vô he rồi cái ăn mà cá lóc nướng này thường thường á là người ta đậu rồng rồi mắm tép rồi vô he anh Sinh. Ừ. Có mắm tép ngon. Đúng rồi. Bởi vậy mà sớm là anh Năm ảnh nói không chịu, em nói để mua hũ mắm tép anh Năm ảnh không chịu. Anh nói cử mắm mà để trước mặt đó thì không có cử được. Chịu nổi. Cho nên là không có mua. Đúng rồi, thà không ăn thì không thấy. Thấy à? Thấy buộc phải ăn. Thấy phải buộc phải ăn chứ. Cái kiểu này nè. Đó. Giờ thấy không phải một hai miếng cũng phải ăn à. Cú bồ. Trời ơi, ăn cục luôn ấy. Không, cục đó bể bầu. Cái bánh tráng nó nhậu quá mà cục cúng nó bự quá thì nó... Con này cũng có trứng ở chân đâu rồi. Lắp nè. Anh từng thấy ở đây thấy đi kiếm cá dễ không? Quá dễ lắm, hai cậu anh đi đặt rồi, chừng bữa hai bữa. Nhà bữa nay nữa là 3 ngày hết năm. 3 ngày. Kiểu này ngon quá. Cái đó tỏi. Ủa? Tỏi. Tỏi không? Tỏi. Cái này dài cục là dài là kiểu cục này là tỏi nè. Qua ăn vô con mới biết tỏi. Tỏi. Tỏi ăn người bệnh. Kiểu. Tỏi mình ăn được làm cũng người bệnh cũng nhiều nè. Tỏi. Cá thì vô. Được chưa? Cặp cá. Cá mình
ăn kèm với dưa leo nè, cuốn này hồi nãy giờ mình cuốn nó gầm ăn vậy, gầm ăn không mấy ăn nhóc nó ăn đi gì không nhóc, đừng có mắc cỡ nữa nha. Mắc cỡ trời, cột trà bá hết rồi mắc cỡ. Có chân nè, ăn đi chân. Con luôn mắc cỡ luôn. Con ngon rồi. Không có mắc cỡ, mình có cái ăn tự nhiên đi. Mình trước sau cũng mang cái tiếng ăn rồi. Ăn ít cũng ăn mà, ăn gì ăn cũng ăn. Ít cũng ăn. Cũng ăn. Ăn chân. Đã lắm. Thèm nó đã. Nụt phải ăn đổi có tỏi rồi mà. Tỏi ăn kèm theo ngon. Ở nhà vô Úc ổng thường là ổng ngâm ba cái tỏi nè. Không ăn cả luôn á. Ăn tỏi sống. Tỏi sống hay đừng có tỏi sống. Ở nhà ăn tỏi sống à. Bữa cơm ăn tép hay tép đó. Tất cả không ăn không vậy. Để em. Vô Úc bệnh. Vô Úc la nó ăn tỏi. Đi hôi gình. Thôi gì thôi, ta ăn đi. Bị bệnh mà hôi gì mà ớt ớt ít ăn á nha, mà tỏi ăn nhiều quá ngộ rồi ngộ. Ăn tỏi thì trị tim mạch có nhiều ớt, mà ăn ớt thì trị trắng mắt hả? Trắng mắt ăn chi dùng ớt bẩm nói mà không mà đúng không, mà sao thấy dùng ớt ăn tỏi với tim với ớt tỏi ăn tốt không? Nói vô cái hồi cái chọc trúng nổ. Thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra mà xem clip ủng hộ cho mấy anh em của em. Thôi giờ mấy anh em cũng ăn xong cả nhà, giờ mà em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye, bye, bye.